nóng lắm thì con làm gì? Thường thì con bỏ ra ngoài đi uống cà phê bạn bè thôi. Bên đây nói nóng vậy thôi, chứ bên đó nóng đi, bên đây lạnh ngắt. Tôi thấy bên đó là hiền thô mà cô. Hiền đến nào lắm sợ. Bị y mắng hiếp không vậy? Không, anh chịu đòn được. Nhà gái mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị ạ. Em tên là Nguyễn Châu Thùy, em sinh năm 95. Thì hiện tại em đang làm graphic design. Dạ, em làm việc bên quận 7 ạ. Thì quê em ở Bảo Lộc, Đà Lạt á chị. Rồi, ở đây mình sống với ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở một mình. Rồi, bạn Thùy sinh năm 95. Đang, Vệ Châu đúng không? Dạ. Tên họ đầy đủ là gì? Giang Vệ Châu. Giang Vệ Châu. Dạ. Vệ Châu đến từ đâu Vệ Châu? Dạ em gốc từ Sài Gòn. Giang Vệ Châu. Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26. Cô làm công việc gì? Dạ hiện tại con làm nhân viên văn phòng. Nhà Châu ở đâu? Dạ nhà con ở với Bình Chánh. Châu đang ở với ai? Dạ con ở với ông bà ngoại. Còn ba mẹ? Mẹ con thì là công tác bên Đài Loan. Còn ba con thì bỏ con từ nhỏ. Còn ba con thì bỏ con từ nhỏ. Con có mấy anh em? Dạ con có một đứa em trai còn đi học. Ở chung bà ngoại luôn. Dạ. Vậy là tụi con đi làm về là phải lo cho bà ngoại nha. Dạ. Lớn tuổi rồi. Nhà gái nghe rồi ạ. Nghe chưa? Nghe thấy thương quá ạ. Ừ. Nhà gái ưu điểm khuyết điểm gì? Em nói về khuyết điểm trước được không ạ? Được ạ. Khuyết điểm của em thì nhiều lắm. Hơi bướng, hơi bướng. Bướng hay lì? Dạ cả hai. Vừa bướng vừa lì hả? Mệt mỏi. Em sẽ nghe lời người khác khuyên, nhưng mà nghe theo kiểu là em sẽ không, người khác khuyên em là không được làm đi, thì thay vì là em sẽ nghe theo em không làm, thì là khi nào mà em làm em thấy nó sai thì em mới không làm nữa. Tức khi nào mình... cái này là cố chấp. Khi nào mình thấy sai mình mới ngưng đúng không? Dạ đúng rồi. Không, mà chính ra những người như bạn này thì kinh nghiệm sống rất nhiều nè. Trải qua thất bại, trải qua cái mà cái lời ngăn cản của người khác rồi thì mình sẽ có rất là nhiều cái kinh nghiệm xương máu cho bản thân mình. Đúng rồi. Tụi con bác cũng 92 tuổi á. Bác cũng trải qua nhiều kinh nghiệm. Bác hiện nay bác rất nhiều kinh nghiệm luôn. Nhưng khi nhận ra tất cả đều sai lầm đó là thì... Bác 92 rồi. 92 rồi. Đời cho phép sai lầm, nhưng đừng sai lầm nhiều quá. Mình sai tới đây được rồi em ha. Ừ, đúng rồi. Rồi ưu điểm của mình là gì? À, dạ em cũng hòa đồng với mọi người lắm, cũng dễ tiếp xúc với mọi người. À, nói chung là vào một môi trường mới thì em dễ để hòa nhập. Em cũng chịu khó học hỏi. Dạ em chào. Thôi, chào em gái. Cá tính là tốt. Chúng ta có cá tính thì chúng ta mới thành công đó. Trong tình yêu thì sao? Có bướng, có lì, có gọi này kia không? Dạ trong tình yêu thì con cũng ít khi nào yêu ai lắm chú. Giống như đi mấy mối tình rồi? Dạ 2-3 người. Con cũng ít khi nào yêu ai lắm chú. Dạ 2-3 người. 2-3 người mà nó ít. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ mối tình nào cũng 2 năm hết. Wow. Dài đó. Vậy là không ít đâu nha. Nhưng mà sao do mình bướng lì nên chia tay hay sao? Do một phần là do con cũng lì, với lại tính con cũng hơi khó chịu. Nhưng mà từ từ em, khi mà em có tuổi là em sẽ biết được những cái đó nè. Đó. Y vậy luôn. Y vậy luôn á. Bên đó đó. Hai chị em xuống sân khấu tâm sự nhau để rút kinh nghiệm nha. Giờ hai chị em ngồi đây nghe nhà trai trình bày. Mình có mấy mối tình rồi Châu? Dạ con có một mối tình. Dài không? Dạ 4 năm được. Sao chia tay? Dạ cũng một phần là do bên gia đình của bạn nữ á. Là thời gian đầu thì có tán hành hai đứa qua nhau. Ừ. Sau này thì cũng có một chút hiểu lầm chứ. Ê, hai gia đình không cho quen nữa. Ừ, tội nghiệp không? Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì mà... Dạ, điểm mạnh con là con vô hay vui vẻ hòa đồng. À, vui vẻ. Có bướng, có lì không? Dạ không. Trong tình yêu có lãng mạn không? Dạ có. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của con là công việc cũng có hơi áp lực đó chú. Ừ. Nên là cũng hơi nóng tính. Nóng tính? Nóng lắm thì con làm gì? Thường thì con bỏ ra ngoài đi uống cà phê bạn bè thôi. Ờ, vậy đi, thà tốn tiền mà đừng gây lộn. Tốn tiền người thế nào?
Mà em muốn con tìm được một bạn gái hiểu chuyện, biết lo làm ăn. Bên này cá tính lắm mà. Ừ. Con nói chị Lan đi, bây giờ là... Chào em. Chào chị. Ừ, đó. Ngoài những cái mong muốn đó thì mình còn mong muốn gì nữa không ở người bạn gái? Cao hay ốm? Cao thì trên 1m50, còn mặt ốm thì nó không quan trọng. Thôi mình ốm quá rồi, giờ mình chừng người nó đầy đầy chút đi. Nha. Cười dễ thương quá à. Đó, hiền khô à. Rồi, để chị qua đây chị hỏi. Sao giờ mong muốn mình có người yêu như thế nào nè? Chị Gân trai thẳng là được chị ơi. Thẳng băng, trai thẳng là được. Có thẳng không con? Dạ có chứ. Vậy thôi hả, chỉ cần thẳng nữa hả? Bây giờ ở funny tí chị, về tấu hài với em. Chứ mà về nhà lúc nào cũng nóng tính không thì cũng không vui. Bên đây vui à? Bên đây dễ thương mà, bên đây cười cái gì đó. Bên đây nói nóng vậy thôi. Chứ bên đó nóng đi, bên đây lạnh ngắt. Tôi thấy bên đó là hiền khô mà cô. Tôi nổ cặp này mở rào, tôi thấy cặp này dễ thương quá. Ừ. Con đi với ai? Dạ, tại con đi có một mình rồi. À vậy hả, rồi. Ông bà ngoại lớn tuổi lắm rồi. Không? À, đi với ai? À, dạ, em đi với hai bạn. Em xin chào chú Huyền Linh và chị ạ. Dạ, em là đại diện nhà gái của chị Châu Thùy. Thì nói thiệt ra là muốn nói với bạn Nam là bạn đừng có lo sợ chị Thùy như vậy. Tại vì nói chung là chị Thùy nói vậy thôi chứ chị dễ thương lắm. Và chị không có kiểu mà khó khăn lắm đâu. Nói chung là dễ yêu, dễ chiều. Còn nhà trai sao? Ok đó chị, nhưng mà chị sợ là... Bà dữ quá người ta sợ. Bà dữ quá người ta sợ. Vậy mà mất không? Đừng lo lắng gì cả, chị dễ lắm. Sau cái cặp này cái tôi muốn đi qua tôi bảo vệ cho nhà trai. Mở ra. Ừ. Rồi bây giờ hai đứa gặp nhau nha. Em tới chương trình anh dạ. Có nước quà tặng. Ờ, em cảm ơn anh. Ờ, em tặng cho anh cái cuốn sách. Mở quà luôn. Tôi thích một mình nhưng ghét cô đơn. Hai đứa nó đứng cũng hợp lý ghê nha. Tại lần đầu gặp anh em thấy thế nào? Dạ, dễ thương. Có duyên. À, công việc của anh là sao ạ? À, công việc của anh thì anh chỉ làm việc trên máy tính là chủ yếu thôi. À, IT. Đúng rồi, IT á. Dạ. À, hiện tại anh đang làm việc ở đâu ạ? À? À, hiện tại anh làm việc ở quận 1 á. À. À, công việc của em thường thì một tháng anh được nghỉ không ạ? À, thường thì một tuần em được nghỉ ngay chủ nhật. Nếu như được thì mình có thể tiến tới để cái sắp xếp được công việc á, gặp nhau gì hơn để tìm hiểu. Dạ. Hay mình hẹn nhau ở nhà đi, mình vừa chăm ông bà ngoại, mình vừa hẹn hò tìm hiểu cũng dễ hơn. Dạ, làm quá thì sợ bạn nữ sợ. Nhà trai có hay đi chùa không? Dạ, thường một tháng đi lần. Em không biết nấu ăn luôn nha, không biết nấu ăn mặn. Không sao, anh biết nấu rồi. Vậy là em ăn chay không hả? Dạ, thường thì em ăn chay, nếu mà bắt buộc phải ăn mặn ở ngoài thì em vẫn ăn được. Tôi thông báo với nhà trai là nhà gái là có một khoảng thời gian rất dài ở trong chùa đó. Ủa làm gì mở trong chùa? Lúc nhỏ thì thích đi, thì tới bây giờ vẫn thích, nhưng mà là cái cuộc sống của em thì nó sẽ nghiêng về cái chuyện thiền nhiều hơn. Chủ này thiền được đó, giờ phải làm dâu đó. Nếu như mình hợp á thì em đồng ý dạy dâu cho nhà anh. Thì thật ra là em vẫn làm dâu được. À, nếu như mà anh cần chăm sóc bà ngoại của anh á thì em vẫn có thể chăm sóc được cho người lớn tuổi. Tại vì em trước đây em cũng chăm sóc cho rất là nhiều người rồi. Nhưng mà vấn đề của em là em không biết nấu ăn. Có gì anh tập nấu? Không, em không tập được nha. Không phải là tự nhiên em không biết nấu, mà là hồi nhỏ có một lần em đi ngang qua ngang qua chợ á, thì lúc đó người ta đang cắt tiết con gà. Thì 20 mấy năm rồi em không đi ngang qua chợ đó nữa, không đi ngang qua chợ nào hết á. Bạn trai sẽ nấu ăn, em chỉ có việc chăm sóc ông bà ngoại được rồi. Phệ bước tới nắm tay bạn gái đi về. Này dễ thương quá. Nó dễ thương lắm, hiền khô à.
quên nói gì rồi. Quên nói gì rồi. Nếu kẹp có quỳ xuống cũng được. Người có thích người ta không? Dạ có. Đó, nói anh gặp em rồi anh thấy em như sao sao anh rất là thích em hay gì đó, hay anh không thích em, nói đi. Lần đầu gặp em thì anh thực sự rất là nghiêm túc khi mà anh đăng ký chương trình. Anh cũng mong muốn là tìm được một bạn gái. Dạ. Biết rồi này. Có thể chăm cho bà ngoại anh với mẹ em. Anh run quá. Đưa đây chị cầm cho. Đó, nắm tay bạn trai. Giao lưu một chút xíu về cảm xúc với nhau. Để tí nữa chúng ta đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Dạ, anh thấy em sao ạ? Anh thấy em cũng dễ thương. Thì anh cũng chịu làm ăn. Không, em không có làm ăn. Em chỉ có đi học rồi đi làm thôi à. Cũng được rồi, cũng đỡ. Bạn gái thấy bạn trai sao? Dạ, em thấy anh hiền. Hiền đến... hiền đến nao lòng luôn á. Hiền đến nao lòng luôn á. Bị em ăn hiếp không vậy? Không, anh chịu làm được. Hơi mỏng chút thôi. Lại gặp tôi mấy ngày tôi chỉ cho cách... dày lên. Dày lên. Tặng cho bạn gái một bài hát để nó tăng cái cảm xúc lên. Anh hát bà tặng em. Dạ. Làm vợ anh nhé. Anh vô. Có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn hậu thiếu em. Làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình bằng nút bấm. Mời các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Trời đất ơi, sao vậy em gái? Em còn suy nghĩ điều gì? Tại vì em nghĩ là em cũng còn trẻ, cũng cần có một cái người có thể kìm được cái tính trẻ con của em. Này chịu được. Không, ý em có nghĩa là giúp em có thể chín chắn hơn á. Thật ra chắc là cậu này cũng nhát quá thôi. Em biết sao, một người thanh niên mà không có được sống cùng với mẹ, mình sống với ông bà và thêm một người em nữa, thì chứng tỏ bạn này là một trụ cột của gia đình. Giỏi lắm á. Từ kinh tế cho tới tinh thần. Nên chị thấy khá là tiếc khi mà em không bấm. Chị thấy tiếc. Không sao. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng ABT, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng ABT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. ABT, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BB, mặt kính cao cấp Hegon của Đức, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EFC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speed Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Rồi, mời. Đây quà đây. Còn việc nhỏ quá. Dễ thương quá. Trời, dễ thương đúng không? Hiền lành, thiệt một tình luôn. Một chàng trai rất là chân thành, ấm áp, bản lĩnh. Cô và gái... là một trụ cột của gia đình. Cô gái chỉ hơi là gọi là sao ta, hơi bướng
hơi lì chút. Hơi lì. Nhưng mà dễ thương. Cô gái, ra, cô gái cũng rất là dễ thương luôn nha. Cô gái không tin rằng là chàng trai này có thể thay đổi được cô ấy. Nói chung là duyên số hết cả duyên thôi. Duyên số. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Mối tình mà để lại cho em một ấn tượng đi du lịch rồi mà chưa một lần nắm tay. Vậy sao lúc đó không nắm tay ta? Nghĩ bây giờ mới tiếc nè. Mình trải qua đường tình duyên sao nè? Dạ em là mẹ đơn thân, không thích người đàn ông mà bấm với mẹ, hay là mình phải biết đón, biết bảo vệ người mình thương. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Mời nhà trai. Thôi, chút xíu té rồi. Sao vậy em trai, lên đi, lên đi, lên đi. Bình tĩnh. Rồi. Một chút bối rối đã làm bạn ấy vấp nhẹ. Bây giờ thì xin được phép mời nhà gái. Ôi, chào cô gái. Mời anh trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe luôn nha. Chào cô, chúc cô Linh ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữa và chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Mình tên là Tự. Hiện tại là đang làm việc tại Bình Dương và quê ở Thanh Hóa, làm công việc báo chí. Tên gì? Tên là Tự. Cái gì Tự? Thiếu Lâm Tự ấy. À, nhưng mà tên họ là gì? Họ Nguyễn Ngọc Tự ạ. À, tưởng đâu tên Thiếu Lâm Tự luôn chứ. Nguyễn Ngọc Tự nay sinh năm mấy Tự? Sinh năm 1990, năm nay là 32 tuổi. 32 tuổi. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái chứ. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan và chào MC Quyền Linh. Xin chào. Em tên là Võ Thị Petty. Em sinh năm 90. Năm nay 32 tuổi. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm thu ngân ở quán karaoke. Rồi, bạn Betty, cái tên dễ thương quá. Bạn Betty sinh năm 90. Rồi, Tự ơi. Dạ. Tự có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm là chăm chỉ á. Chăm chỉ. Chăm chỉ thật thà, rồi không hút thuốc lá, cũng không uống rượu bia. Còn khuyết điểm thì khá là nhút nhát, và đi xe thì cũng say xe. Thôi. Trời ơi, tập viết này sao đi du lịch với bạn gái đi trời. Vậy sao đi bảo trì cho người ta, rủ người ta đi xe đò rồi nhút nhát này kia, sao tới chỗ nào đó bảo trì rồi sao? Bảo trì thì công việc của cháu hiện tại là đang làm ở công ty máy nên không có đi lại nhiều lắm. Còn như trong công việc thì cũng khá là quyết đoán. Mời nhà gái. Dạ, mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em á là mạnh mẽ, không thích người đàn ông mà bấm với mẹ, hay là mình phải quyết đoán, biết bảo vệ người mình thương. Em thì quyết đoán là cũng như công việc gì em đã quyết làm, mình phải làm cho nó thành công, xong rồi em mới cảm thấy là mình mới nghĩ là cái chuyện khác mình làm. Đó là người rất là mạnh mẽ và độc lập. À, em trai, đường tình duyên mình sao? Em có hai mối tình, một mối tình mà để lại cho em một ấn tượng là mối tình quen nhau 6 tháng mà cũng đi chơi này, đi xem phim, uống nước, rồi đi làm cùng mà cũng đi du lịch rồi mà chưa một lần nắm tay. Đi du lịch mấy ngày? Đi du lịch 2 ngày ở bên Cần Giờ ấy. Trời ơi. Có ở chung không? Tôi phải nhào quá. Đi cùng với một anh bạn nữa. Cùng với anh bạn một cặp nữa mà. Chào em. Anh bạn đó kỳ. Chị nghe cái vụ án mà đi du lịch 2 ngày cùng nhau mà không nắm tay là chị thấy chị rất là tò mò đó, chị phải qua nè. Sao đang nói vụ có anh bạn đi chung nữa hả? Vâng, có anh bạn đi chung mà cặp đó là cặp khác nữa. Cậu không biết thể hiện tình cảm của mình như thế. Tức là hai cặp đi chơi cùng nhau. Đúng rồi. Hai cặp đi chơi cùng nhau. Đúng rồi. Rồi cặp bên kia có nắm tay không? Cặp bên kia là hai phòng khác nhau mà. Ừ. Cũng không luôn á. Ủa, hai phòng là hai cặp ở hai phòng khác nhau. Hai bạn nữ một phòng mà hai bạn nam một phòng. Tiếp tục thì tiếp. Kể với mấy anh cùng làm, anh bảo là người ta nghĩ mày là không thích có, người ta đó. Không phải không nghĩ mày là không có. Thật khó nói quá. Có bạn định đàn ông á. Người ta nghĩ này, ông này là thế giới thứ ba nữa đó. Đó. Đúng không? Đúng không em? Dạ, chắc nghĩ là vậy á. Nghĩ vậy mà em có vậy không? Không ạ. Em chắc chắn là 100% là đàn ông. 100% là đàn ông. Vậy sao lúc đó không nắm tay người ta? Nghĩ bây giờ mới tiếc nè. Còn mới có 6 tháng cũng chưa có gì
sâu đậm một mối tình đó thôi đó hả? Một mối tình sau là 3 tháng thì cũng không có nhiều ấn tượng lắm, thì cũng mới tìm hiểu vậy thôi, mới đi uống nước này kia. Rồi có rút kinh nghiệm mối tình đầu nắm tay mối tình hai không? Nhiều hơn đi uống nước là nắm tay được. Có gì nữa? Có vậy thôi ạ. Chưa hôn người ta luôn? Chưa. Trời đất ơi, bờ môi này còn trinh nguyên. Nhà gái tôi hỏi coi sao nha. Hết hồn. Chào em gái. Chào em. Mình trải qua được tình duyên sao nè, kể cho nhà trai nghe chút xíu coi. Dạ em là mẹ đơn thân. Hả? Em là mẹ đơn thân. Dạ. Em trải qua mấy mối tình? Dạ 2 mối tình. Rồi mối tình thứ hai là cưới luôn? Dạ không, mối tình đầu tiên là cưới, mối tình thứ hai chỉ là quen. Tức là có gia đình rồi. Dạ. Và chia tay mới quen mối tình thứ hai. Dạ. Mối tình đầu là cưới luôn rồi có cháu chưa? Dạ có, được 9 tuổi. Trai hay gái? Dạ gái. Gái hả? Dạ. Mình ở nhau mấy năm mà mình chia tay? Dạ ở nhau được 3 năm. Tại vì người chồng bạo lực á, chuyện gì đâu ở đâu cũng đem về chút lên đầu vợ mình đó. Nên em chịu không nổi chia tay. Rồi cuộc đời cũng phong ba bão tố quá hả? Rồi mối tình thứ hai bị gì mà chia tay? Dạ mối tình thứ hai á là em đi làm cũng như là làm ca đêm á, không có thời gian cho người ta nên người ta chia tay quen người khác. Mình mong muốn có một người tình lý tưởng như thế nào nè? Dạ nói chung là em cũng không có đòi hỏi gì tới người bạn trai nhiều. Chỉ là biết quan tâm đến người bạn gái, lo lắng, biết giả tỉ dạ lúc nào mà mình cảm thấy mình quan tâm được người ta thì mình quan tâm. Còn mình bận rộn hay gì đó thì mình phải biết thông cảm với người đó. Nhiều khi điện thoại hay là nhắn tin thì không trả lời, cái nói tại sao điện thoại cho em không được, nhắn tin cho em không được, cái lại cái giống như là cãi nhau rồi có khúc mắc nữa. Ghen á đúng không? Dạ đúng rồi, em không thích là như vậy. Còn em trai? Bây giờ em chia sẻ cho chị Ngọc Lan biết là cái mong muốn em có một người bạn gái như thế nào nè. Mong muốn của em là có một bạn gái thì dễ nhìn một chút mà biết kính trên nhường dưới. Hiền lành. Hiền lành. Nói nhiều. Nói nhiều hơn em một chút. Nhiều hơn chút rồi đó. Đừng có nói nhiều quá được. Rồi để hồi hai người gặp cô có nói nhiều không nha? Dạ. Em thấy cô này cũng dễ thương đó. Dễ nhìn, rất là dễ nhìn luôn. Xinh xắn, năng động. Hôm nay đến với chương trình em cũng xin gửi đến chương trình tới một bài do em chế ra, bài thơ ấy. Chúc em gặp em đọc cho cô nghe đúng đi. Rồi chúc mình mở nha. Rào mình nhìn mình cô gái cô đó nghe. Mình đọc cho cô nha. Nghe bây giờ cho chị Lan hỏi nè, em đi với ai? Em đi với mẹ, với cô, với em. Có cả mẹ luôn. Có mẹ đây nữa, có cô nữa, có cả nhà luôn. Xin chào nhà trai ạ. Xin chào hai MC xinh đẹp và dễ thương anh Quỳnh Linh và Ngọc Lan ạ. Yeah. Tôi là mẹ của cháu Tự. Về Tự thì cũng là người hiền lành và thật thà, siêng năng chăm chỉ. Về cháu gái bên này thì cũng thấy xinh đẹp, dễ thương, hiền lành. Đến với chương trình hôm nay thì cũng mong là hai con tạo cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Rất cảm ơn chương trình. Nhà trai có ngại gì khi nhà gái có một cháu rồi không? Dạ không ạ, có thêm người là cũng thêm niềm vui và tiếng cười ạ. Dạ. 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 Cảm ơn nhà trai rất nhiều. Nhà trai cũng hiền lành ha. Rất là hiền luôn. Em gái đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan lo. Thôi thì bây giờ cho hai bạn gặp nhau thôi. Rồi. Mở rào. Mở rào đi. Bắt đầu đi Tự. Hôm nay mình đến với chương trình gửi tặng em chậu hoa này. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Đây cũng là loại hoa em rất thích. Đây cũng có món quà. Hôm nay em đến với chương trình cũng có món quà nho nhỏ để tặng cho anh. Đây cũng nghĩ là món quà này để cho anh nhớ suốt đời. Dạ dạ thơm. Món quà mình nhớ suốt đời là đặc biệt lắm. Dạ có nghĩa là đi lúc nào cũng để trong người mình xịt lên là thơm, là nghĩa nào lúc nào mình cũng nhớ tới người mình thương á. Cảm ơn. Đọc thôi. Tử. Hôm nay đến với hẹn hò, mong ông bà mối đưa tôi qua đò. Sông sâu, sông rộng, sông xanh, lòng anh vẫn đứng mong manh đợi chờ. Bây giờ giây phút thiêng liêng, sao em không bấm còn chờ đò ai. Dễ thương quá. Dễ thương quá, như một lời tỏ tình. Đó là tự sáng tác chứ không phải tự chế nha. Nghe chữ chế nó sao sao, tự sáng tác. Rồi, hai bạn về ghế ngồi đi nào. Đó, hai người trò chuyện đi.
Em biết vì sao mà anh không tặng một bó hoa mà là tặng một chậu hoa không? Em nghĩ là em sẽ cứ nghĩ là mỗi lần đi ra em tưới hoa, tưới nước cho nó, em sẽ nhớ tới anh mỗi ngày. Bởi vì một bó hoa thì nó có thể tàn, còn chậu hoa thì nó không bao giờ tàn được. Và tình cảm của anh cũng vậy. Thì thời gian của em á, em làm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. Thì em vừa em nghỉ, thì em phải đi làm phụ việc nhà cho người ta mấy tiếng. Em chỉ sợ là anh suy nghĩ là quen em không có thời gian dành cho nhau rồi lại đổ vỡ, em rất sợ điều đó. Nếu anh quen em, anh có thông cảm được thời gian của em đi làm, có hiểu được cho em không? Thời gian thì mình có thể sắp xếp được. Bởi vì anh còn chủ nhật thì không đi làm ấy, mình có thể là hẹn vào sáng chủ nhật cũng được. Anh làm công ty hả? Đúng rồi. Dạ, anh làm công ty thì anh được nghỉ, nhưng mà em làm cái đó là em không có được nghỉ. Nhưng em được nghỉ buổi sáng mà. Dạ. Buổi sáng thì anh cũng rảnh ấy. Nếu mà thời gian mà đến với nhau, đến với chuyện hôn nhân, mình tìm hiểu nhau, nếu mà hiểu nhau, thông cảm cho nhau thì có thể cho em 2 năm. Tại vì em phải lo cho gia đình của em, lo cho cha cho mẹ, tại vì mẹ em già yếu rồi nên phải lo. Em báo hiếu lập gia đình thì sẽ cũng lập gia đình, nhưng mà con cái cha mẹ em phải lo trước. Anh hiểu, có thể thông cảm được. Dạ. Tuy thời gian thì không quan trọng lắm với anh, nhưng quan trọng là hai người cần nhau hay không á. Dạ, nếu mà rồi. Mình cần thì thời gian là không phải là vấn đề. Thế em trong tình yêu như thế nào là một tình yêu để được hạnh phúc? Đàn ông không bạo lực, phải biết thấu hiểu người mình thương, không sống nội tâm. Có cái gì mình phải nói với nhau để mình hiểu nhau hơn. Anh em không thích anh cái đó thì em sẽ nói liền, còn anh không thích em, anh sẽ nói. Tại vì nếu mà mình sống nội tâm, mình không nói thì bên đối phương sẽ không biết là mình đang làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình đang giận hờn hơn, ghét cái gì. Đúng vậy, theo anh cũng vậy. Đó là sự chia sẻ và chân thành, thấu hiểu. Rồi tương lai hai bạn tính là kết hôn xong, nếu mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ sống ở đâu? Hai bạn tính hết những cái vấn đề đó đi. Cái này thì có thể là thương lượng giữa hai người ấy. Thì em thì hiện tại thì bây giờ cũng đã mua nhà ở Bình Dương rồi. Thì cái đó thì sau này là tính tiếp. Vấn đề là các bạn có cảm xúc, các bạn có yêu nhau, các bạn có hiểu nhau, có tin nhau hay không thôi. Dạ. Nào, đứng lên đây. Ba mươi giây các bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, hát tặng mỗi người một câu đi. Hát cho nhau nghe đi. Đến với chương trình thì em cũng xin gửi tặng một đoạn của bài hát đi. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đúng đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng đổ hẹn hò nhau tình quê hai lối. Mùi mà nồng hương tóc em có cơn gió chiều, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Đứng nguyên, đứng nguyên, nắm tay đứng nguyên. Rồi nhà gái chúng ta đáp lại nhà trai một bài hát nào. Dạ, mình làm trong hát. Cái môi trường hát hò suốt ngày đó. Dạ nhưng mà em ngại. Tự tin lên nè. Không sao, quay đây rồi. Quay đi. Trời ơi, nghe không? Tự tin lên em, không sao, có anh đây rồi. Em đọc thơ được không ạ? Đọc thơ cũng được. Nếu một mai anh là bác sĩ, em sẽ là người bệnh đầu tiên. Bệnh của em không chữa bằng khoa học, bệnh của em chữa bằng nhịp đập con tim. Tất cả những gì nãy giờ các bạn nói, ai cũng nghe hết rồi. Tất cả những gì nãy giờ các bạn trao đổi, các bạn cũng đã cảm nhận rồi. Không biết đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Để tay vào nút bấm với các bạn. Không có gì là không thể, chỉ có điều là chúng ta chưa yêu nhau hay là chúng ta đã yêu nhau thôi. Quan trọng nhất là trái tim các bạn có rung động với đối tượng trước mặt các bạn hay không thôi. Nếu rung động, chúng ta bấm nút. Nếu không, không cần bấm. Nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Mà khi đã bấm, chúng ta phải có trách nhiệm nút bấm ra nha.
Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Ồ. Anh gái không bấm. Dạ có bấm. Có bấm. Có bấm không? Dạ có. À cô à. Gái bấm nhẹ quá. Bấm nhẹ quá. Giật mình. Rồi. Hết hồn không? Nãy thấy cô gái cái đèn vẫn còn xanh, em có hết hồn không? Cảm thấy hơi hụt hẫng. Có bấm mà bấm nhẹ quá. Dạ. Nào nắm tay nhau đi. Trời nóng rồi. Thôi đừng né cô ơi, đừng né. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMT, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMT, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và chúc hai bạn sẽ sớm tìm hiểu nhau rồi, nha. Okay. Rồi, cảm ơn chương trình.